And today we'd like to share with you a topic about machine learning. What is exactly machine learning? Machine learning is an application of artificial intelligence, AI, that provides system ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. Machine learning focuses on development computer programs that can accept data and even learn for themselves. What is a machine learning and how does it work? Machine learning algorithms use computational methods to learn information directly from data without relying on the determined equation as a model. The algorithm adaptively improves the performance as the number of samples available for learning increase. Deep learning is a specialized form of machine learning. What is a machine learning example? The top 10 design example, machine learning, for example, medical diagnosis, image processing, prediction, classification, learning association, regression. The intelligent system beyond machine learning algorithm have capability to learn from the past experience or historical data. Is machine learning hard to learn? Why is a machine learning hard? There are no doubt science advancing machine learning algorithm to research is difficult. It requires reactivity, experimentation, and tenacity. Machine learning remains a hard problem when implementing existing algorithm and model to work well for your new application. Is Python good for machine learning? Python offers concise and readable code. Additionally, Python is appealing to many developers. It's easy to learn. Python code is understandable by human, which makes it easy to build model for machine learning. Many programmers say that Python is more intuitive than all programming languages. How can I learn machine learning? There are 4 steps to learn machine through self-study. Recurrent quizzes. Build a foundation statistics, programming, and a bit of math. Number 2, foremost, immerse yourself in essential theory behind machine learning. Number 3, target practice. Use machine learning practice to practice 9 essential topics. Number 4, machine learning projects. How machine learning use in business? Machine learning is allow companies to reduce the time that required for data collection and entry. It can be performed in automated manner. Moreover, process digitalization have prevented misprints, error in data, and all the error that are usually due to human factor. Machine learning job in demand. According to report from job site in this, machine learning engineer is a job 2019. Due to low demand and high salary, the career boosts a current average salary of $146,085 with a growth rate of 344% last year. Tech-related job in general continue to be a winner. Which book is the best for machine learning? Sigmund Artificial Intelligence Machine Learning book in 2019. Number 1, Make Your Own Neural Network. Number 2, TensorFlow in a Day. Make Your Own Neural Network. Number 3, Deep Learning, Adaptive Computation and Machine Learning Theory. Number 4, Artificial Intelligence, A Model Approach. Number 5, Python Machine Learning First Edition. Number 6, Deep Learning with R. Why call machine learning? 2 reasons. Because early AI attempt fail, and we need another name to not to be associated with the failure. Because the machine is learning from data, updating parameter belief based on data. But that machine refer to inter machine learning. That machine learning require coding. Machine learning project don't end with just coding. There are a lot more steps to a tree result like visualize data, apply suitable machine algorithm, fine-tuning the model, reprocessing and deleting pipeline. Suggest coding and other skills are also required.
Remember surprise. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một đề tài về machine learning. Chính xác thì học máy là gì? Học máy là một thứ dụng của trí tuệ nhân tạo AI cung cấp cho các hệ thống khả năng tự động học hỏi và cải thiện từ kinh nghiệm mà không cần lập trình rõ ràng. Học máy tập trung vào việc phát triển các chương trình máy tính có thể truy tập dữ liệu và sử dụng nó để tự học. Học máy là gì và nó hoạt động như thế nào? Các thuật toán học máy sử dụng các phương pháp tính toán để tìm hiểu thông tin trực tiếp từ dữ liệu mà không cần dựa vào một phương trình định trước như một mô hình. Các thuật toán thích ứng cải thiện hiệu suất của chúng khi số lượng mẫu có sẵn cho việc học tăng lên. Học sâu là một hình thức chuyên biệt của học máy. Ví dụ máy học là gì? Top 10 ví dụ thực tế của machine learning. Ví dụ vì chẩn đoán y tế, xử lý hình ảnh, dự đoán, phân loại, liên kết học tập, hồi quy. Các hệ thống thông minh được xây dựng lên thuật toán học máy có khả năng học hỏi từ kinh nghiệm việc dữ liệu lịch sử trong quá khứ. Học máy có học không? Tại sao học máy khó? Không còn khi nhờ khi nữa. Khoa học tiến bộ các kỹ thuật toán học máy thông qua nghiên cứu từ khó khăn. Nó đòi hỏi sáng tạo, thử nghiệm về kiên trì. Học máy vẫn là một vấn đề khó triển khai. Các thuật toán và mô hình hiện có thể hoạt động cho ứng dụng mới của bạn. Python có thể có tốt cho việc học máy không? Python cung cấp mã ngắn gọn dễ dàng. Ngoài ra Python hấp dẫn nhiều nhà phát triển vì nó dễ học. Mã Python có thể hiểu được bởi con người, giúp xây dựng các mô hình cho máy học rất dễ dàng hơn. Nhiều lập trình viên nói rằng Python trực quan hơn các ngôn ngữ lập trình khác. Làm thế nào tôi có thể học máy học? Dưới đây là 4 bước để học máy thông qua tự học. Số 1, điều kiện quyết xây dựng một nền tảng thống kê, lập trình và một chút toán học. Số 2, chế độ bọt biển nằm chìm trong lý thuyết yếu đáng sâu machine learning. Số 3, mục tiêu thực hành sử dụng gọi là machine learning để thực hành 9 chủ yếu đề thiết yếu. Số 4, dự án học máy. Học máy được sử dụng như thế nào trong kinh doanh? Học máy cho phép các công ty giảm thời gian cần thiết cho việc thu nhập và nhập dữ liệu vì nó có thể thực hiện theo cách tự động. Hơn nữa, quá trình sổ hóa giúp ngăn ngừa các sai sót, lỗi trong dữ liệu và lỗi khác thường là do yếu tố con người. Là công việc học máy theo nhu cầu, thông báo từ các trang web việc làm. Thật vậy, kỹ sư máy học là công việc tốt nhất năm 2019. Do nhu cầu ngày càng tăng và năng lượng cao, sự nghiệp tự hào của mức lương trung bình hiện tại là 146.085 đô la với tốc độ tăng trưởng 344% vào năm ngoái. Các công việc liên quan đến công nghệ nói chung tiếp tục là người chiến thắng. Cuốn sách nào là tốt nhất cho máy học? 6 cuốn sách về trí tuệ nhân tạo máy học tốt nhất năm 2019. Tạo mạng lưới. Thứ nhất, tạo mạng lưới thần kinh của riêng bạn. Số 2, TensorFlow trong một ngày tạo mạng lưới thần kinh của riêng bạn. Số 3, Deep Learning, chuỗi tính thích ứng và máy học. Số 4, trí tuệ nhân tạo, cách tiếp cận hiện đại. Số 5, học máy Python phiên bản 1. Thứ 6, học sâu với A. Tại sao lại gọi là học máy? Hai lý do. Bởi vì các nỗ lực AI ban đầu đã thất bại và chúng tôi cần một tên khác để không liên quan đến thất bại đó. Bởi vì máy đang học từ dữ liệu, tức là cập nhật thông số, niềm tin, vân vân dựa trên dữ liệu. Máy dùng để chỉ trong thuật ngữ máy học. Học máy có yêu cầu mã hóa không? Các dự án máy học không kết thúc chỉ bằng mã hóa. Còn nhiều bước nữa để đạt được kết quả như trực quan hóa dữ liệu, áp dụng thuật toán machine learning phù hợp, tinh chỉnh mô hình, tiền xử lý và tạo đường ống. Vì vậy, có mã hóa và các kỹ năng
khác cũng được yêu cầu. Nhớ subscribe, thank you.